Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry khám phá thế giới. Nước Nga rộng lớn với nguồn tài nguyên dồi dào luôn là một thứ gì đó hấp dẫn với các thế lực đến từ phương Tây. Sau này, không chỉ có Hitler thèm muốn quốc gia rộng lớn này, mà trước đó hơn một thế kỷ, Napoleon cũng đã từng có những trận đánh vô cùng nổi tiếng ở đây với tham vọng thống trị đế chế Nga. Trong phần cuối của series về những trận đánh nổi tiếng của Napoleon, hãy cùng Battlecry khám phá thế giới tìm hiểu về những trận chiến đó nhé. Trận Elor năm 1807. Ngày 8 tháng 2 năm 1807, ở gần Elor, quân Pháp và quân Nga đã đánh nhau một trận dữ dội. Khi trận đánh nổ ra, quân Nga điều ra trận một lực lượng pháo binh đông gấp đôi quân Pháp và các thống chế của Pháp còn chưa có đủ ở trận địa. Thống chế De Vaux dẫn quân đoàn của mình xông thẳng vào đội hình quân Nga, chém giết dữ dội. Tướng Earl Grey dẫn một đạo quân Pháp cũng tiến đánh ở tuyến giữa, khiến quân Nga phải rút lui. Nhưng ngay sau đó, pháo binh Nga đã chống trả dữ dội và diệt gần hết lực lượng của Earl Grey. Chính bản thân của Napoleon cùng với bộ binh ở giữa trận địa cũng suýt chết vì đạn pháo rơi như mưa ở quanh ông. Napoleon biết rằng chỉ có sự có mặt của hoàng đế mới giữ vững được tinh thần của binh lính trong tình thế khủng khiếp này. Lúc đó, đoàn kỵ binh Cossack của Nga đang phản công với khí thế như chiều dâng. Họ đã đánh tan tuyến phòng thủ của quân Pháp và áp sát sở chỉ huy mặt trận của Napoleon. Đúng lúc đó, Napoleon nở một nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt sạm đen vì khói thuốc. Khi quân Nga đã tiến đến gần, ông ra lệnh cho đội cận vệ Hoàng gia Pháp lao vào cuộc chiến này. Đó là một lực lượng ưu tú nhất trong quân đội Pháp. Hai bên Pháp và Nga lao vào nhau, chém giết một trận dữ dội. Rốt cuộc, quân Pháp vẫn giữ vững được trận địa và trung tâm trận đánh chia thành nhiều điểm trên chiến trường rộng mênh mông. Trận đánh đó, cả hai bên Pháp và Nga đều tổn thất nặng nề. Napoleon trở về từ trận địa và nói rằng, trong cuộc đời binh nghiệp của ta, để cho kẻ thù cùng đứng ngồi ngang hàng, cùng chia hưởng vinh quang, đây là lần đầu tiên nhưng cũng sẽ không có lần thứ hai. Sau trận đánh này, quân Nga tiếp tục thua ở Friedland với tổn thất khoảng 20.000 quân và quân Pháp mất đi không quá 8.000. Thảm bại ở Friedland đã buộc Sa Hoàng Nga Alexander ký vào hòa ước Tilsit, một hòa ước rất nhục nhã. Trận Wagram năm 1809. Sau chiến thắng ở Esperesling, cả châu Âu đã phấn khởi gieo mừng. Nước Áo mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Giáo hoàng Pius VII đã nhận xét rằng thảm bại ở Esperesling là sự trừng phạt của Chúa Trời dành cho kẻ tham lam, bạo ngược và xúc phạm giáo hội. Napoleon đã rất tức giận khi nghe tới những điều này. Ông ra lệnh cho quân đội Pháp chiếm đóng Roma, trụ sở của giáo hoàng, cho bắt giáo hoàng và tịch thu toàn bộ tài sản của tòa thánh đã được thừa hưởng suốt 1.500 năm. Sau khi giải quyết xong chuyện của giáo hoàng, Napoleon đã chuẩn bị nốt những việc còn lại để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Ngày 5 tháng 7 năm 1809, Napoleon đã cho binh lính vượt sông Danube, chiến dịch mới bắt đầu. Cuộc vượt sông diễn ra theo trật tự hoàn hảo. Trận đánh ngày 5 tháng 7 đã diễn ra không đúng như thời gian và địa điểm dự kiến của công tước Charlie, tổng tư lệnh quân đội Áo. Không bao giờ hành động như kẻ địch đã dự tính, Napoleon lấy đó làm nguyên tắc. Trong trận đánh này, quân Pháp có khoảng 550 cỗ pháo, còn quân Áo có 500 khẩu. Trận đánh kéo dài tới tận đêm, đó là một giai đoạn ác liệt nhất. Napoleon ở giữa trận đánh với các thống chế như De Vaux, Massena, v.v. Thật hiếm tới trận đánh nào, kể cả từ trận Austerlitz, mà các thống chế của Napoleon lại hành động chính xác như trận này. Sau một đợt pháo khủng khiếp, quân đoàn MacDonald vừa thay thống chế Lannes, gồm 26 tiểu đoàn đã dàn thành một hình vuông mỗi bể khoảng 1.000 mét, đã phá vỡ trung tâm của quân Áo với một tổn thất không hề nhỏ. Nhưng các đội dự bị đã kịp thời bổ sung lực lượng. Nhưng xa hơn nữa, ở hướng Bắc, De Vaux đã nhận được lệnh của Hoàng đế. Lấy làng Wagram nằm ở các điểm cao là mục tiêu, và viên thống chế này đã chiếm được bằng một trận cường tập, và đó là yếu tố quyết định sự thất bại của quân Áo. Quân Áo mặc dù bị đánh bật khỏi các điểm cao nhưng vẫn rút lui trong trật tự, chỉ có một vài bộ phận là rối loạn. Thảm bại này khủng khiếp không kém gì thảm bại ở Austerlitz. Trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 7, quân Áo tổn thất lên tới 36.000 người, quân Pháp phải mất chừng khoảng 30.000 quân. Mặc dù phải trả giá đắt, nhưng Napoleon vẫn rất hài lòng. Một thời gian sau, quân Áo và Pháp đã ký hiệp định đình chiến. Nước Áo bại trận phải bồi thường chi phí rất lớn và mất gần hết đất đai. Chiến dịch năm 1809 kết thúc. Trận Borodino năm 1812. Vào những năm cuối của thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, bằng các cuộc hành binh liên tiếp của mình, Napoleon đã tạo dựng được những chiến thắng vang dội, làm cho các nước châu Âu phải hoảng sợ. Năm 1812, Napoleon quyết định tiến công nước Nga. Chiếm được nước Nga cũng có nghĩa là Napoleon sẽ làm chủ được toàn châu Âu. Vì vậy, trong cuộc viễn chinh này, Napoleon đã chuẩn bị một lực lượng quân đội lớn nhất thời bấy giờ, gồm 60,8 vạn quân, 1.372 khẩu pháo. Với lực lượng đó, Napoleon đã giữ lại 16,5 vạn quân làm lực lượng dự bị
chuyển khai từ sông Oder đến sông Elbe. Lực lượng còn lại là 44,3 vạn quân. Ông đã triển khai trên một tuyến dài 300 km và chuẩn bị vượt biên giới nước Nga. Ngày 24 tháng 6 năm 1812, Napoleon đã cho quân Pháp vượt sông Neman, bất ngờ mở đầu cuộc tiến công đánh chiếm nước Nga. Ngày 28 tháng 6 năm 1812, chiếm Vilnius. Tới đầu tháng 8, chiếm Smolensk. Quân Nga dưới quyền chỉ huy của hai tướng Bagration và Bakai đã chiến đấu một cách dũng cảm. Thế nhưng, do lực lượng quá chênh lệch nên buộc phải rút lui từng bước. Việc mất Smolensk đã dấy lên làn sóng bất bình của nhân dân Nga. Dưới áp lực của quần chúng nhân dân, nhất là tầng lớp quý tộc, Alexander đệ nhất buộc phải gọi trở lại Kutuzov làm tổng tư lệnh quân đội. Ngày 29 tháng 8 năm 1812, Kutuzov nhận chức tổng tư lệnh. Tình hình nước Nga lúc đó hết sức khó khăn. Quân Pháp với lực lượng áp đảo đã tiến gần tới Moscow, chỉ còn cách có 180 km, mà ở đó Napoleon dự định sẽ kết thúc chiến tranh. Ý định của Napoleon là phải tiêu diệt được lực lượng chủ yếu của quân Nga trong một trận quyết chiến chiến lược. Biết được ý đồ ấy, Kutuzov quyết định cho quân Nga tiếp tục rút sâu vào vùng trung tâm đất nước. Ông thực hiện sách lược vườn không nhà trống, vừa rút lui vừa tổ chức phục kích, tiến công nhỏ tiêu hao lực lượng quân Pháp, đặc biệt là tại các trục đường giao thông lớn. Buộc quân Pháp phải tiến quân trong điều kiện căng thẳng và bị tổn thất, phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của đối phương. Bên cạnh đó, Kutuzov còn cho tập đoàn quân số 3, tập đoàn quân Danube và các tập đoàn quân độc lập khác đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở hướng Peterburg tiến hành các hoạt động tác chiến tích cực ở sâu trong hậu phương quân Pháp. Tới đầu tháng 9, Napoleon không những không thực hiện được ý đồ giao chiến trực tiếp với các lực lượng chủ yếu của quân Nga mà còn bị tiêu hao một cách đáng kể. Việc vận chuyển hậu cần của quân Pháp thì gặp khó khăn do phải di chuyển liên tục. Lúc đó, lực lượng trực tiếp tiến công của Napoleon chỉ còn lại 13 vạn quân với 587 khẩu pháo do phải giải quân ở các địa điểm đã chiếm đóng trước đó. Còn Kutuzov đã tập trung được một lực lượng gồm 11,5 vạn quân và 640 khẩu pháo. Xét tương quan lực lượng giữa hai bên, lúc này gần như đã tương đương. Nhận thấy thời cơ chín muồi, Kutuzov đã quyết định tiến hành trận quyết chiến chiến lược. Ông chọn khu vực thôn Borodino để tiến hành một trận quyết chiến chiến lược. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, thuận lợi cho việc bố trí hỏa lực của quân Nga. Xung quanh là rừng rậm và đầm lầy, có thể ngăn chặn các hướng quân đột kích của Pháp. Kutuzov chia bộ binh và kỵ binh thành hai cánh quân. Riêng bộ binh thì được chia thành từng tiểu đoàn tác chiến độc lập. Trước trận địa, ông còn bố trí các đội thiện xạ chính diện để bảo vệ cho đội hình. Tại trung tâm trận địa, Kutuzov thành lập các đội quân dự bị bao gồm quân đoàn kỵ binh của Uravov và đội quân Kazakh Platov cùng với các đội dự bị quân đoàn bộ binh cận vệ số 5. Ngoài ra, còn có đội dự bị pháo binh cũng ở phía sau đội hình. Về phía quân Pháp, Napoleon quyết định mở cuộc tiến công chủ yếu vào trung tâm và cánh trái đội hình quân Nga nhằm bao vây dồn quân Nga về phía sông Moscow để tiêu diệt. Napoleon còn tổ chức hai hướng đột kích vào cạnh sườn trận địa nhằm nuôi cả lực lượng chủ yếu quân Nga từ trung tâm vào trận địa của chiến. 5 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 1812, quân Pháp bắt đầu tiến công. Lúc đầu, do có lực lượng ưu thế nên quân Pháp đã chiếm được thôn Borodino nhưng không phát triển được tiếp do quân Nga đánh trả dữ dội. Nhìn chung, các cuộc đột kích đầu tiên của quân Pháp nhằm lôi kéo quân Nga di chuyển đội hình về hai cạnh sườn đều không đạt được kết quả. Đến 6 giờ, quân Pháp chuyển sang tiến công trận địa phòng ngự của quân Nga ở thôn Semenovsky, thế nhưng cũng bị đẩy lùi. Ngay sau đó, Napoleon tập trung 8 sư đoàn bộ binh, 3 quân đoàn kỵ binh và 120 pháo mở cuộc đột kích lần thứ hai. Quân Pháp lúc đầu chiếm được phía nam khu vực phòng ngự do tướng Bagration chỉ huy, nhưng sau đó quân Nga phản kích chiếm lại. Tới 8 giờ, quân Pháp mở cuộc công kích lần thứ 3, thế nhưng vẫn bị thất bại. Trong khi đó, hai sư đoàn kỵ binh quân Pháp tiến công trên địa pháo do Zarevsky chỉ huy cũng không đạt được kết quả. Như vậy, cả 3 cuộc công kích của Pháp vào khu vực chủ yếu trận địa quân Nga đều đã thất bại. Ở cánh trái trận địa quân Nga, một quân đoàn Pháp sau 3 giờ công kích liên tục đã chiếm được thôn Utisa. Thắng lợi ở Utisa đã củng cố quyết tâm cho Napoleon. Ông tiếp tục mở 4 cuộc công kích vào trận địa pháo của Zarevsky và khu vực phòng ngự ở Semenovsky. Cuộc chiến tại đây diễn ra quyết liệt, quân Pháp và Nga giành giật nhau từng khu vực trận địa. Trong đợt công kích lần thứ 6, Napoleon tập trung trên một đoạn địa hình rất hẹp, chỉ khoảng 1,5 km với 100 khẩu pháo và 4,5 vạn quân. Quân Nga có khoảng 1,5 vạn quân và 200 khẩu pháo đã kháng cự lại một cách rất quyết liệt. Trong lần công kích này của quân Pháp, Bagration đã hy sinh. Thế nhưng, tinh thần dũng cảm và ý chí của ông đã thôi thúc những người lính Nga tiếp tục chiến đấu. Lệnh của Kutuzov giữ vững trận địa đến nửa cuối cùng đã được thông báo cho toàn bộ các đơn vị quân Nga. Sau nhiều giờ đồng hồ, quân Pháp cuối cùng cũng chiếm được Semenovsky. Tại đây, trận địa pháo của Zarevsky đã ở trước mặt quân Pháp. Napoleon liền tung hết các lực lượng dự bị và đội cận vệ của mình vào chiến đấu. Trước tình thế nguy hiểm đó,
Kutuzov lệnh cho kỵ binh Nga tiến công đánh thẳng vào cánh trái quân Pháp, đồng thời sử dụng đội kỵ binh Kazakh tiến công đoàn xe vận tải của đối phương. Kỵ binh Nga đã chọc thủng một đội hình quân Pháp, buộc Napoleon phải điều lực lượng cánh trái về để giữ đường lui quân. Chớp thời cơ, Kutuzov tăng cường lực lượng ở trung tâm và cánh trái bằng cách điều lực lượng dự bị và lực lượng từ cánh phải dồn lại. Đến 14 giờ, Napoleon tiếp tục cho lực lượng tiến công trận địa pháo của Raevsky và đưa đội dự bị cuối cùng vào chiến đấu. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề, thế nhưng đến 15 giờ 30 phút, quân Pháp đã chiếm được trận địa. Song, việc chiếm trận địa pháo của Raevsky lúc này không còn ý nghĩa. Lúc đó, quân Nga đã bỏ khu vực phòng ngự ở cánh trái và trung tâm, lên chiếm lĩnh trận địa mới cách đó từ 1 đến 1,5 km. Như vậy, quân Nga mặc dù bị mất một số khu vực, thế nhưng vẫn giữ được đội hình chiến đấu. Trong khi đó, quân Pháp sau nhiều lần công kích, lực lượng bị tiêu hao quá lớn, buộc Napoleon phải ngừng công kích, ra lệnh cho quân Pháp rút về trận địa. Và đó cũng là biểu hiện cho sự bế tắc của Napoleon trong trận này. Trong trận đánh này, quân Pháp bị thương vong khoảng 3,2 vạn người. Phía quân Nga cũng chết và thương vong khoảng 4,3 vạn. Nếu tính trung bình mỗi giờ thì có 8.500 binh sĩ của cả hai bên phải bỏ mạng tại chiến trường. Có những đơn vị bị mất khoảng 80% quân số. Đây được coi là trận đánh lớn thứ 3 và đẫm máu nhất trong các cuộc chiến tranh của Hoàng đế Napoleon I. Ý định của Napoleon nhằm tiêu diệt toàn quân Nga trong trận quyết chiến chiến lược không đạt được. Trận Borodino đã cho thấy nghệ thuật chỉ huy tài giỏi của vị thống soái Nga Kutuzov. Trận đánh ở Borodino đã báo hiệu cho sự thất bại hoàn toàn của quân đội xâm lược Pháp và mở đầu cho thắng lợi cuối cùng của quân Nga. Trên đây là những trận đánh nổi tiếng nhất của Napoleon Bonaparte. Bạn ấn tượng với trận đánh nào nhất? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, hãy bấm subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp mình ra trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.